Các pháp vốn không, quyển hạ. Bây giờ đồng chân mạng tụ tới lời lại thưa: Bạch Thế Tôn, con muốn nói về Kê La Cú. Phật đáp: Này mạng thù Thế Lợi, ông cứ nói. Mạng thù Thế Lợi nói: Bạch Thế Tôn, các chúng sinh được đến Bồ Đề là Kê La Cú. Phật hỏi: Mạng thù Thế Lợi, do đâu gọi đó là Kê La Cú? Mạng thù Thế Lợi thưa: Các pháp không đến khắp, không tuần đến, đã lìa đến, chẳng phải thời chứng, chẳng phải thời không chứng, vượt qua trí sơ lìa đến, gọi là nên gọi là Kê La Cú. Bạch Thế Tôn, các chúng sinh được đạt đến biến trí là Kê La Cú. Phật hỏi: Này mạng thù Thế Lợi, chứ đâu mà các chúng sinh được đạt đến biến trí là Kê La Cú? Mạng thù Thế Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, mọi thứ mọi nơi không có chúng sinh tuần đến tự tánh của biến trí nên gọi là đến được biến trí. Bạch Thế Tôn, biến trí ấy không có sự đạt đến tương ưng với hiện tại, vì sao Bạch Thế Tôn? Vì tự tánh của chúng sinh là biến trí vậy, vì thế nên gọi là Kê La Cú. Bạch Thế Tôn, các chúng sinh đầy đủ biến trí là Kê La Cú. Phật hỏi: Này mạng thù Thế Lợi, chứ đâu gọi đó là Kê La Cú? Mạng thù Thế Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, các pháp không chính mình, lìa chính mình, không có tự tánh tuần đến nơi, như bản tánh của biến trí là tướng một trí nên gọi là Kê La Cú. Bạch Thế Tôn, đầy đủ vô lượng các chúng sinh là Kê La Cú. Phật hỏi: Này mạng thù Thế Lợi, chứ đâu gọi đó là Kê La Cú? Mạng thù Thế Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, các chúng sinh vượt quá tính toán sơ lìa số đếm, nên biết như vậy lượng chúng sinh không thể lượng, giống như lượng của hư không, nên gọi là Kê La Cú. Bạch Thế Tôn, các chúng sinh Bồ Đề Tràng là Kê La Cú. Phật hỏi: Này mạng thù Thế Lợi, do đâu gọi đó là Kê La Cú? Mạng thù Thế Lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, Bồ Đề Tràng là nghĩa gì vậy? Phật đáp: Này mạng thù Thế Lợi, Bồ Đề Tràng là tràng vắng lặng của các pháp, là tràng không sinh của các pháp, là tràng không chỗ có của các pháp, là tràng không thể nắm giữ của các pháp, là tràng không tự tánh của các pháp. Mạng thù Thế Lợi, đó chính là ý nghĩa Bồ Đề Tràng. Mạng thù Thế Lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, các chúng sinh không thường nhập vào tràng này ư? Phật đáp: Đúng là như vậy. Mạng thù Thế Lợi nói: Bạch Thế Tôn, do lý do này nên tràng Bồ Đề của các chúng sinh là Kê La Cú. Bạch Thế Tôn, các chúng sinh đắc nhẫn là Kê La Cú. Phật hỏi: Này mạng thù Thế Lợi, do đâu gọi đó là Kê La Cú? Mạng thù Thế Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, các chúng sinh là pháp vô tận, là pháp không diệt, là pháp không sinh, danh tướng đã lìa, tuần vào nhẫn bình đẳng nên gọi là Kê La Cú. Bạch Thế Tôn, các chúng sinh không dính mắc vào sự biện luận là Kê La Cú. Phật hỏi: Này mạng thù Thế Lợi, do đâu gọi đó là Kê La Cú? Mạng thù Thế Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sinh có sự biện luận như vậy thì họ sẽ không có gì, không dính mắc, không chướng ngại, bình đẳng tuần đến ở trong mười phương. Bạch Thế Tôn, các sự biện luận đã xa lìa, tự tướng không trụ, không còn chỗ nào để dính mắc. Bạch Thế Tôn, dựa vào lý do này nên gọi là Kê La Cú. Bạch Thế Tôn, các chúng sinh đắc Đà La Ni là Kê La Cú. Phật hỏi: Này mạng thù Thế Lợi, do đâu gọi là Kê La Cú? Mạng thù Thế Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, các chúng sinh đều có ý gìn giữ các sắc thanh hương vị xúc của các chúng sinh đều là điên đảo không thật, phân biệt chấp tướng nên gọi là Kê La Cú. Bạch Thế Tôn, từ tâm của các chúng sinh là Kê La Cú. Phật hỏi: Này mạng thù Thế Lợi, do đâu gọi đó là Kê La Cú? Mạng thù Thế Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, các chúng sinh chẳng phải là chúng sinh bản tánh không sân, không có sự phân biệt giữa sân và từ, đạt đến sự bình đẳng nên gọi là Kê La Cú. Bạch Thế Tôn, các chúng sinh lòng đại bi đầy đủ là Kê La Cú. Phật hỏi: Này mạng thù Thế Lợi, do đâu gọi đó là Kê La Cú? Mạng thù Thế Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, bản tánh của các chúng sinh là không làm ra và không có người làm ra, sự bình đẳng của Như Lai chẳng qua là lòng đại bi, tự tánh đầy đủ cho nên gọi là Kê La Cú. Bạch Thế Tôn, các chúng sinh đắc Tam Ma Địa là Kê La Cú. Phật hỏi: Này mạng thù Thế Lợi, do đâu gọi đó là Kê La Cú? Mạng thù Thế Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, ba tánh các chúng sinh là nhập định, không tán loạn, không lược nhiếp, không khác duyên, ba tánh đó không sinh rốt ráo, nhập định, lìa sự theo duyên. Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sinh cho nơi việc theo duyên và có sự hiểu biết, thì trong sự gieo duyên theo duyên ấy không có sự hiểu biết. Vì sao Bạch Thế Tôn? Vì sự nhận thức của việc theo duyên ấy nó bị diệt mau chóng ngay trong mỗi niệm, thế nên gọi là Kê La Cú. Phật hỏi: Này mạng thù Thế Lợi, các chúng sinh không phân biệt đủ thứ để suy nghĩ thì biết sao? Mạng thù Thế Lợi hỏi: Suy nghĩ và hiểu trụ nơi đâu? Phật đáp: Nó trụ trong cõi hư không. Mạng thù Thế Lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, cõi hư không có tán loạn không? Phật đáp: Này mạng thù Thế Lợi, cõi hư không không tán loạn.
Mạng Thù Tứ Lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, các chúng sinh không hành ở cõi hư không ư? Phật đáp: Đúng vậy đó, Mạng Thù Tứ Lợi. Mạng Thù Tứ Lợi nói: Bạch Thế Tôn, nếu cõi hư không như các chúng sinh kia, nếu có các chúng sinh cũng giống như cõi hư không kia. Tuy nhiên, Bạch Thế Tôn, các chúng sinh như cõi hư không, nó không có hai, không có hai tướng nên gọi là kê la cú. Bạch Thế Tôn, chư Phật tham dục đầy đủ là kê la cú. Phật hỏi: Này Mạng Thù Thế Lợi, do đâu gọi đó là kê la cú? Mạng Thù Thế Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, chư Phật tuận nhập vào sự bình đẳng của tham dục, không nhiễm là nhiễm xa lìa sự cạnh tranh. Chẳng qua là sự bình đẳng của tham dục, tuận hiểu tự tánh của tham dục. Bạch Thế Tôn, tham dục tức Bồ Đề. Vì sao Bạch Thế Tôn, tuận hiểu tự tánh của tham dục tức là Bồ Đề? Vì thế nên gọi là kê la cú. Bạch Thế Tôn, chư Phật sanh ghét đầy đủ là kê la cú. Phật hỏi: Này Mạng Thù Thế Lợi, do đâu gọi đó là kê la cú? Mạng Thù Thế Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, Phật nói các hành của hữu vi là lỗi lầm. Chư Phật an trụ nơi sự bình đẳng của sân ghét, thuận hiểu tự tánh của sân ghét, gọi là sân ghét đầy đủ nên gọi đấy là kê la cú. Bạch Thế Tôn, chư Phật ngu si đầy đủ là kê la cú. Phật hỏi: Này Mạng Thù Thế Lợi, do đâu gọi đó là kê la cú? Mạng Thù Thế Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, chư Phật có khả năng cởi bỏ ngu si gọi là các vướng mắc, an trụ vào sự bình đẳng của ngu si, thuận hiểu tự tánh của ngu si nên gọi là kê la cú. Bạch Thế Tôn, chư Phật thân kiến đầy đủ là kê la cú. Phật hỏi: Này Mạng Thù Thế Lợi, do đâu gọi đó là kê la cú? Mạng Thù Thế Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, chư Phật an trụ nơi thân kiến đối với các pháp không nhập không xuất, cũng không nhập xuất, lúc đó an trụ nơi tướng không, thuận hiểu thân kiến không sinh không xuất, không tự tánh nên gọi là kê la cú. Bạch Thế Tôn, chư Phật đầy đủ tài kiến là kê la cú. Phật hỏi: Này Mạng Thù Thế Lợi, do đâu gọi đó là kê la cú? Mạng Thù Thế Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, chư Phật thể hiện hữu vi là tà, thể hiện không thật, thể hiện lìa như, thể hiện hữu vi là pháp không, không hư vọng, thuận hiểu tướng và thực tánh của tà kiến nên gọi là kê la cú. Bạch Thế Tôn, chư Phật trụ điên đảo đắc bồ đề. Bạch Thế Tôn, chư Phật trụ các cái, trụ năm dục, trụ dục, trụ sân, trụ si, đắc bồ đề là kê la cú. Phật hỏi: Này Mạng Thù Thế Lợi, cho đâu gọi đó là kê la cú? Mạng Thù Thế Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, trụ xứ tức là không trụ xứ. Phật hỏi: Này Mạng Thù Thế Lợi, không trụ xứ là nghĩa gì? Mạng Thù Thế Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, không trụ xứ có nghĩa là khó trụ cùng với chấn động, tức là hàm phàm phu thấp kém. Chư Phật khéo trụ nơi sự bình đẳng của dục, bình đẳng của sân, bình đẳng của si, bình đẳng của năm dục, bình đẳng của các cái, bình đẳng của điên đảo. Chư Phật trụ nơi tự tánh của dục, như vậy chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chư Phật trụ vào tự tánh của sân si, năm dục, công đức, các cái, điên đảo, như vậy chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì đó là kê la cú. Khi Mạng Thù Thế Lợi nói vậy xong, Phật liền bảo với đồng chân Mạng Thù Thế Lợi: Này Mạng Thù Thế Lợi, nó lại có người hỏi ông về Như Lai là đấng ứng cúng chánh biến tri, về sự các đức các pháp không tốt, về các pháp tốt đầy đủ. Khi được hỏi như vậy, ông hướng dẫn ra sao? Mạng Thù Thế Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, đã có người hỏi con về Như Lai là đấng ứng cúng chánh biến tri, về sự các đức các pháp ác, về các pháp lành đầy đủ. Bạch Thế Tôn, khi người ấy hỏi con như vậy, con sẽ trả lời như sau: Ông trước nên gần gũi bạn lành, siêng làm với những phương tiện tương ứng, chớ gom thành một pháp, cũng chớ làm cho xa lìa, chớ giữ cho buông, chớ theo duyên, chớ không theo duyên, chớ nương tựa, chớ trụ vào, chớ bỏ, chớ nắm, chớ chối đựng, chớ cầu, chớ mong, chớ thấy. Một pháp là hơn hết, hoặc nhỏ, hoặc vượt trội. Về sau ông sẽ biết cảnh giới Như Lai, đa pháp của cảnh giới không suy nghĩ, cảnh giới xa lìa, cảnh giới đoạn dứt. Phật hỏi: Này Mạng Thù Thế Lợi, ông giải thích như thế là hướng dẫn gì vậy? Mạng Thù Thế Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, con giải thích như thế nghĩa là không một pháp nào có thể hướng dẫn được. Bạch Thế Tôn, Phật ngồi Bồ Đề Tràng thì đã có pháp hoặc sinh hoặc diệt và có thể thấy không? Phật đáp: Không thể như vậy, Mạng Thù Thế Lợi. Mạng Thù Thế Lợi tiếp: Bạch Thế Tôn, nếu pháp không sinh không diệt thì pháp ấy có đầy đủ pháp lành, đầy đủ pháp xấu ư? Phật đáp: Không phải vậy, Mạng Thù Thế Lợi. Mạng Thù Thế Lợi nói: Bạch Thế Tôn, nếu pháp không sinh không xuất, pháp ấy không có đầy đủ pháp lành, đầy đủ pháp xấu, vậy biết gì, dứt gì, tu gì, chứng gì, thấy đạo gì ở pháp ấy? Lúc bấy giờ khi nghe Phật cùng với đồng chân Mạng Thù Thế Lợi nói như vậy xong, có 10.000 thiên tử từ trên không trung tung rải các loại hoa: hoa ư ba la, hoa bát đà ma, hoa con một đà, hoa bôn trà đê ca, hoa mạng đà la, hoa ma ha mạng đà la.
Rồi sau khi lễ dưới chân Phật cùng mạng thù xin lỗi đầm chân xong, những vị này nói: Bà Thế Tôn thi lỗi không đắm, đúng là mạng thù thi lỗi. Bà Thế Tôn thi lỗi không hay, đúng là mạng thù thi lỗi. Bạch Thế Tôn không có thi lợi, đúng là mạng thù thi lợi. Bạch Thế Tôn không ngoài thi lợi, đúng là mạng thù thi lợi. Bạch Thế Tôn như thi lợi, thực tế thi lợi, pháp giới thi lợi, thắng thi lợi, tối thắng thi lợi, vô thượng thi lợi, vô thượng thượng thi lợi, vô đẳng thi lợi, vô đẳng đẳng thi lợi. Bạch Thế Tôn đấy đều đúng đầm chân mạng thù thi lợi. Khi nghe nói đồng chân mạng thù thi lợi, liền bảo với các tiên tử kia: Hãy thôi, các thiên tử chớ phân biệt tôi không thấy một pháp hoặc hơn hoặc nhỏ, hoặc rất cao cả hoặc rất tốt đẹp. Này các thiên tử, như các vị nói về mạng thù thi lợi, ta muốn thi lợi thì thi lợi ấy chính là mạng thù thi lợi ta đây. Ta sân thi lợi thì thi lợi ấy chính là mạng thù thi lợi ta đây. Ta si thi lợi thì thi lợi ấy chính là mạng thù thi lợi ta đây. Hệ nói như vậy chính là chánh ngữ ấy. Đấy. Tại sao, này thiên tử, ta bất quá chỉ là dục, là sân, là si. Thiên tử, các phàm phu thấp kém, có đi, có đến, còn các Bồ Tát trong Pháp không một nơi nào có đi, có đến. Thiên tử hỏi, thưa mạng tù thế lợi, các Bồ Tát không đến với Phật Pháp, không hành mười địa ư? Mạng tù thế lợi hỏi, này thiên tử, ông nghĩ sao? Tâm của người huyễn có bao nhiêu để tâm hành mười địa? Thiên tử đáp, thưa mạng thù thế lợi, người huyễn vốn không nơi trụ, sao có thể đi đến một nơi nào đó trong các địa như vậy được? Mạng thù thế lợi nói, đúng vậy này các thiên tử, các pháp được ví như huyễn, nó không đi đứng, không có nơi nào đến, không dùng sức mà hành được, không tự chủ hành. Thiên tử hỏi, thưa mạng thù thế lợi, ngài không đang hiểu về Bồ Đề ư? Mạng thù thế lợi hỏi, này thiên tử, ý ông thế nào? Hàng phàm phu thấp kém bị tham dục quá nhiễu là có thể ngồi đạo tràng bồ đề đầy đủ biến trí không? Thiên tử đáp, thưa mạng thù thế lợi, ngài để nào bị tham dục quá nhiễu như hàng phàm phu thấp kém kia? Mạng thù thế lợi đáp, đúng vậy này các thiên tử, ta trụ trong sự quá nhiễu của dục, sự quá nhiễu của sân, sự quá nhiễu của si, ta là ngoại đạo, ta là tà hạnh. Thiên tử hỏi, thưa ngài mạng thù thế lợi, ý gì mà ngài lại nói ta trụ trong sự quá nhiễu của dục, sự quá nhiễu của sân, sự quá nhiễu của si, ta là ngoại đạo, ta là kẻ tà hạnh? Mạng thù thế lợi đáp, này thiên tử, sự quá nhiễu đã có trong ta, không có nơi trụ, không có dục sân si trong mười phương. Nơi trụ của tự tánh là bởi do tương ứng với nơi không trụ. Thiên tử hỏi, thưa ngài mạng thù thế lợi, tại sao ngài lại cho là ngoại đạo? Mạng thù thế lợi đáp, này thiên tử, đối với ngoại đạo ta không có chỗ đi đến, vì lý do đó nên ta là ngoại đạo. Thiên tử hỏi, thưa ngài mạng thù thế lợi, vì sao ngài lại là kẻ tà hạnh? Mạng thù thế lợi đáp, này thiên tử, ta biết các pháp là tà, không thật, không như, nó chỉ do phân biệt, vì lý do đấy nên ta là kẻ tà hạnh. Lúc đó 10 ngày thiên tử ở bên cạnh đồng chân mạng thù thế lợi nghe được những lời nói này, liền đạt được nhẫn trong pháp vô sinh. Sau khi đắc được nhẫn, 10 ngàn thiên tử nói, Bạch Thế Tôn, nếu như các chúng sinh may mắn được ánh sáng của kim cang cứu này đến tai, là đã được đạt được sự lợi ích thù thắng, huống gì là nghe được tín hiệu rồi thọ trì tập tụng tu tập giả nói thực hành theo lời dạy. Bạch Thế Tôn, ở trong các pháp, những vị ấy sẽ đạt được sự biện tài, không dính mắc và đạt được sự sáng tỏ. Khả nói các pháp là một tướng, tiếp nói trong Phật Pháp không dứt, chỉ bày rõ ràng các pháp đều là Phật Pháp. Lúc bấy giờ trong chúng hội, đã có một vị thiên tử từ xa đến ngồi trong hội chúng tên là Liên Hoa Chú Hí Trí Thông. Lúc ấy, thiên tử Liên Hoa Chú Hí Trí Thông bạch Phật: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn nói 10 loại âm thanh nhập trí để cho các hàng Bồ Tát vào 50 năm sau nghe được pháp này, tránh cõi sự sợ hãi, lo âu đối với việc thực hành các pháp để biết nhập vào hạnh không nghi ngờ, không nhầm lẫn. Khi nghe nói vậy, Phật mới bảo thiên tử Liên Hoa Chú Hí Trí Thông: Thôi đi, này thiên tử, sao phải hỏi việc như vậy? Âm thanh nhập môn này, hàng Bồ Tát sơ nghiệp không thể biết hiểu suy nghĩ cân nhắc của bàn luận.
thì nha tử khi nói pháp này cũng không thể nói trước hàng Bồ Tát Sơ Nghiệp. Vì sao? Vì ý nói khó biết. Thiên tử, đối với âm thanh nhập môn, hàng Bồ Tát trong hàng già hà sa đẳng kiếp, nó bị những lời không thật mắng chửi mà không có tâm sân hàng sân ngại, là trải qua hàng già hà sa đẳng kiếp. Khi đạt được tâm trong sạch, ý tốt cúng dường tôn trọng, có các nhân duyên vui thích, việc y thực dường kế bệnh hoạn có thuốc men đầy đủ, hàng Bồ Tát ở trong đó cũng không sinh tâm thuận ái. Thiện gia tử, như bậc lậu tận A La Hán ở trong các pháp thuận ái của trụ xứ hoàn toàn không sinh ái, ở trong các pháp của trụ xứ sân ngại cũng không sinh oán ghét. Thiên gia tử, như vậy âm thanh nhập môn, trải qua hàng già hà sa đẳng kiếp, hàng Bồ Tát đã được cúng dường các nhân duyên vui thích và không sinh tâm thuận ái, trải qua hàng già hà sa đẳng kiếp, đã bị những lời không thật mắng chửi và không có tâm sân ngại. Thiện gia tử, như vậy đối với âm thanh nhập môn, hàng Bồ Tát không thọ, không dính mắc đối với những lời hại lợi, khen chê, ca ngợi của rách khổ vui, lại trụ nơi vượt qua, vượt xa thế pháp, giống như núi Chúa vậy. Khi Phật nói thế, Thiên tử Liên Hoa Du Hí Trí Thông lại thưa Bạch Thế Tôn, khi Bồ Tát học, tại sao lại học âm thanh nhập môn? Phật hỏi, này Thiên gia tử, nay ông cần gì phải hỏi ta việc như vậy? Thiên tử nói, Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy nói âm thanh nhập trí, để cho mai sau nếu có Bồ Tát nào nhập vào nhẫn này sẽ khởi lên tưởng tịnh, tưởng tấn, tưởng ái. Những Bồ Tát ấy nghe được âm thanh nhập trí này sẽ hiểu được lỗi lầm của chính mình, cũng dạy lại cho người khác nữa. Khi nghe nói vậy, Phật mới bảo Thiên tử Liên Hoa Du Hí Trí Thông, nếu muốn như vậy, này Thiên tử, ông hãy lắng nghe cho khéo, suy nghĩ khi nhớ cho chín chắn, ta sẽ vì ông mà chỉ nói nghĩa này. Thiên tử Liên Hoa Du Hí Trí Thông liền nói, thật vậy, con rất muốn được nghe. Phật nói, này Thiên tử, nếu Bồ Tát nào sinh tư tưởng tội lỗi đối với âm thanh dục, sinh tư tưởng ca ngợi lợi ích ở trong âm thanh ly dục, tức là không có học Phật pháp. nếu sinh tư tưởng tội lỗi ở trong âm thanh sân, sinh tư tưởng khen ngợi lợi ích ở trong âm thanh lìa sân, tức là không học Phật pháp. Nếu sinh tư tưởng tội lỗi đối với âm thanh si, sinh tư tưởng khen ngợi lợi ích đối với âm thanh lìa si, tức là không học Phật pháp. Nếu thuận thích đối với âm thanh thiểu dục, chống trái oán ghét đối với âm thanh đa dục, tức không học âm thanh nhập môn. Nếu thuận thích đối với âm thanh biết đủ, chống trái đối với oán ghét đối với âm thanh không biết đủ, tức không học âm thanh nhập môn. Nếu thuận thích đối với âm thanh đơn giản, chống trái oán ghét đối với âm thanh không đơn giản, tức không học âm thanh nhập môn. Lược nói là như vậy, nhưng cũng nên biết, thuận thích đối với âm thanh ưa một mình, chống ghét đối với âm thanh nhiều người, thuận thích đối với âm thanh Phật, chống ghét đối với âm thanh ngoại đạo, thuận thích đối với âm thanh phạm hạnh, chống ghét đối với âm thanh chẳng phạm hạnh, thuận thích đối với âm thanh tỳ na gia, chống ghét đối với âm thanh chẳng phải tỳ na gia. Thuận thích đối với âm thanh thanh bạch, chống ghét đối với âm thanh phiền não, thuận thích đối với âm thanh tham thanh ái, chống ghét đối với âm thanh chẳng ái, tức không học âm thanh nhập môn. Thuận thích đối với âm thanh quả, chống ghét đối với âm thanh phàm phu, thuận thích đối với âm thanh vui, chống ghét đối với âm thanh khổ, thuận thích đối với âm thanh xuất thế, chống ghét đối với âm thanh thế, tức không học âm thanh nhập môn. Thuận thích đối với âm thanh xuất gia, chống ghét đối với âm thanh tại gia, tức không học âm thanh nhập môn. Thuận thích đối với âm thanh cho, chống ghét đối với âm thanh keo kiệt, mà sinh tưởng ngại, tức không học Phật pháp. Sinh tư tưởng khen ngợi lợi ích đối với âm thanh giữ giới, chống ghét đối với âm thanh phá giới mà sinh tưởng ngại, tức không học Phật pháp. Sinh tư tưởng khen ngợi lợi ích đối với âm thanh nhẫn, sinh tư tưởng ngại đối với âm thanh sân, tức không học Phật pháp. Như vậy được nói, sinh tư tưởng khen ngợi lợi ích đối với âm thanh tinh tấn, sinh tư tưởng ngại đối với âm thanh lười biếng, sinh tư tưởng khen ngợi đối với âm thanh định ý, sinh tư tưởng ngại đối với âm thanh tán loạn, sinh tư tưởng khen lợi đối với âm thanh trí, sinh tư tưởng ngại đối với âm thanh không trí,
Tôi không học Phật Pháp. Thuận thích đối với âm thanh gần, chẳng ghét đối với âm thanh xa, tức không học âm thanh nhập môn. Xin tư tưởng tội lỗi đối với âm thanh lưu chuyển. Xin tư tưởng khen lợi đối với âm thanh niết bàn, tức không học âm thanh nhập môn. Chấm ghét đối với âm thanh thử ngạn trầm luân. Thuận thích đối với âm thanh bỉ ngạn giải thoát. Xin tư tưởng tội lỗi đối với âm thanh xóm làng. Xin tư tưởng khen lợi đối với âm thanh alano, tức không học Phật âm thanh nhập môn. Thuận thích đối với hạnh một mình. Chống ghét hạnh sống chung sống, tức không học Phật Pháp. Thuận thích đối với hạnh tỳ kheo, chống ghét đối với hạnh tại gia. Thuận thích đối với nghiệp oai nghi, chống ghét đối với nghiệp chẳng oai nghi. Thuận thích đối với hạnh sạch đẹp, chống ghét đối với hạnh chẳng sạch đẹp. Thuận thích đối với hạnh giới, chống ghét đối với hạnh ác giới. Thuận thích đối với hạnh không xen tạp, chống ghét đối với hạnh xen tạp. Thuận thích đối với hạnh lìa tham dục, chống ghét đối với hạnh tham dục. Thuận thích đối với hạnh lìa sân ác, chống ghét đối với hạnh sân ác. Thuận thích đối với hạnh lìa ngu si, chống ghét đối với hạnh ngu si. Thuận thích đối với hạnh không, chống ghét đối với hạnh có thấy. Thuận thích đối với không tướng, chống ghét đối với tướng. Thuận thích đối với vô nguyện, chống ghét đối với nguyện. Thuận thích đối với hạnh Bồ Tát, chống ghét đối với hạnh độc giác thanh văn, tức là không học Phật Pháp. Nếu có bao nhiêu lỗi lầm của Bồ Tát làm cách xa Bồ Đề thì sẽ phải chuốc lấy nghiệp chướng. Nếu có bao nhiêu oai nghi làm xa cách Bồ Đề thì cũng sẽ chuốc lấy nghiệp chướng cứng nhắc. Nếu có Bồ Tát nào ở bên cạnh Bồ Tát khác mà sinh tư tưởng thấp kém, cứ cho ý tưởng mình là hơn, tức là đã tự hại mình rồi, cũng sẽ chuốc lấy nghiệp chướng. Như vậy, hàng Bồ Tát đối với hàng Bồ Tát khác, hoặc dạy, hoặc răng, thì trước phải sinh tưởng làm thầy dạy, rồi sau đó mới răng dạy. Bồ Tát nếu muốn không buông bỏ Bồ Đề, thì cho sinh tưởng thấp kém khi ở bên cạnh Bồ Tát khác. Này thì cha tử, Bồ Tát nào mà như vậy thì không có nơi nào có thể khiến cho căn lành bị đoạn dứt. Ví như xem thường hàng Bồ Tát bậc 2, thế nên hàng Bồ Tát nếu muốn hộ các căn lành, muốn làm trong sạch các nghiệp chướng, muốn chống đạt hạng vô ngại ở trong các pháp thì nên ngày đêm ba thời lễ các hàng Bồ Tát Phú Già La. Khi đó đồng chơn mạng thù tới lời là bạch Phật, bạch Thế Tôn, như con giải thích ý nghĩa những điều Phật nói thì âm thanh của dục xứng lượng ngang bằng với âm thanh Phật, âm thanh sân ngang bằng với âm thanh Phật, âm thanh si ngang bằng với âm thanh Phật, âm thanh ngoại đạo ngang bằng với âm thanh Phật, âm thanh ít ham muốn ngang bằng với âm thanh ham muốn nhiều, âm thanh biết đủ ngang bằng với âm thanh không biết đủ, âm thanh giảng lược ngang bằng với âm thanh không giảng lược, âm thanh ưa một mình ngang bằng với âm thanh cùng ở chung với người, âm thanh bên này bờ ngang bằng âm thanh bên kia bờ, âm thanh xa ngang bằng với âm thanh gần, âm thanh lưu chuyển ngang bằng với âm thanh niết bàn, âm thanh thôn xóm ngang bằng với âm thanh alano, âm thanh ban phát ngang bằng với âm thanh keo vẫn, âm thanh giữ giới ngang bằng với âm thanh phá giới, âm thanh sân hận ngang bằng với âm thanh nhẫn nhục, âm thanh tinh tấn ngang bằng với âm thanh lười biếng, âm thanh rối loạn ngang bằng với âm thanh định ý, âm thanh không trí ngang bằng với âm thanh trí. Lúc ấy thiên tử Liên Hoa Du Hí Trí Thông nói với mạng thù Thế Lợi Đồng Chân: Thưa ngài mạng thù Thế Lợi, vì lý do gì mà xứng lượng ngang bằng nhau? Mạng thù Thế Lợi hỏi: Này thiên tử, âm thanh dục như vậy theo ông gọi là gì? Thiên tử đáp: Thưa ngài mạng thù Thế Lợi, theo ý tôi gọi âm thanh dục là như tiếng vang. Mạng thù Thế Lợi hỏi: Này thiên tử, như vậy âm thanh Phật theo ông gọi là gì? Thiên tử đáp: Thưa ngài mạng thù Thế Lợi, theo ý tôi nó chẳng có sự khác biệt đối với pháp tiếng vang. Mạng thù Thế Lợi nói: Vì lý do này cho nên xứng lượng ngang bằng nhau. Khi đó Phật mới bảo đồng với đồng chân mạng thù Thế Lợi: Này mạng thù Thế Lợi, vào đời trước khi trụ vào địa vị sơ nghiệp do nhập đạo quá pháp như vậy, ông tạo ra nghiệp chướng gì?
Nên ông có thể nói, để đời sau, nó có Bồ Tát giả danh nào, nghe được nghiệp chướng xấu này sẽ tự giữ mình. Nghe Phật nói vậy, Mạng Thù Tế Lợi Đồng Chân lại thưa, Bạch Thế Tôn, mặc dù khi nghe những nghiệp chướng xấu này sẽ lo âu, sợ hãi, nhưng họ sẽ đạt được sự trong sạch đối với nghiệp chướng, cũng sẽ đạt được sự không chướng ngại của các pháp. Bạch Thế Tôn và vô số kiếp ở quá khứ lại trải qua vô số quãng không thể lường, vô lượng không thể suy nghĩ, có vị Phật ra đời tên là Sư Tử của Âm Vương Như Lai, đấng ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện tệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thọ mạng của vị Như Lai ấy ước lượng kẻ xấu 10 câu trí na do đa trăm ngàn năm. Ngài thuyết pháp điều phục hằng già hà sa đẳng chúng sinh, cũng thành tục chúng sinh bằng pháp ba thừa. Thế giới của vị Phật ấy tên Đại Quang, trong thế giới ấy có những cây cối trụ cột đều do bảy báu làm thành. Từ nơi cây báu ấy phát ra những âm thanh như âm thanh không, âm thanh không tướng, âm thanh không nguyện, âm thanh không sinh, âm thanh không diệt, âm thanh không chỗ có, âm thanh không dáng vẻ. Cây báu ấy thường phát ra các loại âm thanh như vậy. Khi âm thanh được phát ra, những chúng sinh ấy đều chứng được pháp kiến. Và thời đó, ngay trong lần hội tập đầu tiên của Đức Như Lai ấy, số lượng hàng thanh văn có đến 99 câu chi. Những vị này đều là những bậc A-la-hán đã rất khéo cởi bỏ tâm bằng trí bình đẳng. Trong lần tập hội tập thứ hai có 96 câu chi tỳ kheo, hội tập lần ba có 93 câu chi tỳ kheo, hội tập lần bốn có 90 câu chi tỳ kheo. Những vị này đều là những bậc A-la-hán có đời khéo giải thoát tâm bằng trí bình đẳng. Số lượng hàng Bồ Tát hội tập cũng như vậy, họ đều là những vị đầy đủ pháp nhẫn vô sinh, có khả năng khéo léo xuất sinh ra đủ các thứ pháp đạo, cúng dường nhiều trăm ngàn câu chi na do Phật tiếng tâm, phan cả trăm ngàn câu chi na do đa cõi Phật, độ tất nhiều trăm ngàn câu chi na do đa chúng sinh, đạt được vô biên môn đà la ni, phát ra trăm ngàn câu chi na do đa tam ma địa. Còn các đại bồ tát phát hạnh sơ thừa, nghiệp ban đầu còn sót lại cũng nhiều vô lượng vô số, có như là lai ấy đầy đủ công đức trang nghiêm, nếu dùng lời mà nói tròn không thể hết được. Sau khi Đức Như Lai ấy diệt độ cho pháp trụ được 99.000 năm, và các âm thanh từ cái bóng kia cũng không phát ra nữa. Bạch Thế Tôn, khi đó có một vị tỳ kheo Bồ Tát tên là Hỷ Căn, là người giỏi nói pháp. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Hỷ Căn đấy làm việc ngay thẳng, không phân biệt oai nghi, không bỏ thế gian, không ngại pháp thế gian. Chúng sinh thời đó, các căn đều lanh lợi, mới mở là liền biết, có lòng tin và sở hiểu biết sâu xa. Vì này thường vì các chúng sinh không khen ngợi khi nói thiểu dục, không khen ngợi khi nói về biết đủ, về giản lược, về ưa một mình, cũng không khen ngợi khi nói không ở chung cùng chúng sinh, cũng không hiện rõ sự phát khởi siêng năng. Chính mình hiện ra sự thực hành hành sân tạp. Khi các chúng sinh ấy tóm thâu các pháp tức tự tánh của dục tóm thâu giữ lấy các pháp, tức tự tánh của sân tóm thâu giữ lấy các pháp, tức tự tánh của si tóm thâu giữ lấy các pháp, mà không có sự chướng ngại nào, ông ta dùng phương tiện khiến các chúng sinh tóm thâu giữ lấy các hành là một tướng. Nếu như được Bồ Tát Hỷ Căn dùng phương tiện khiến được nhiếp thủ rồi, thì các chúng sinh ấy hoặc hạnh hoặc ai ngay không có sân ngại ở bất cứ nơi nào, do tâm không có sân ngại nên ông ta liền đắc nhẫn địa ở trong giáo pháp của Như Lai, thầm tâm nhất định đạt được sự không hoại. Bạch Thế Tôn, vào thời đó cũng là có một vị tỳ kheo Bồ Tát tên là Tăng Ý, cũng là người nói pháp. Bạch Thế Tôn, Tăng Ý là người thuyết pháp, đạt được bốn bậc chánh lý, bốn vô sắc, nhập thọ hành công đức của 12 hạnh đầu đà. Bạch Thế Tôn, người được Bồ Tát Tăng Ý điều phục là nắm lấy lỗi của người khác, làm cho trí họ lay động. Bạch Thế Tôn, lúc đó Bồ Tát Tăng Ý đang đi khất thực trong thôn xóm, đến những nhà mà Bồ Tát Hỷ Căn cũng đã đến khất thực. Do không biết, Bồ Tát Tăng Ý thấy trong số gia đình đó có một xá chủ tử, liền đến nhà của vị xá chủ tử ấy. Khi đến nơi, bày tòa mà ngồi. Khi đã ngồi, liền nói về ích dục và biết đủ, nói về giản lược, nói ở chung với nhau là lỗi lầm, khen ngợi việc ưa sống một mình, khen ngợi việc không ở chung với người. Thế nhưng Bồ Tát Thăng Ý là nói xấu Bồ Tát Hỷ Căn,
trước vị chủ xá lợi xá tử như sau. Tỳ kheo ấy làm cho nhiều người chuốc lấy điên đảo, tỳ kheo ấy làm cho nhiều người chuốc lấy tà kiến, tỳ kheo ấy là kẻ tạp hạnh, giữ lấy tham dục không ngại, giữ lấy sân không ngại, giữ lấy si không ngại, giữ lấy các pháp không ngại. Vì xá chủ tử ấy do căn lợi và đạt được nhẫn nên mới nói với vị tỳ kheo kia: Bạch đại đức, ý ngài nói tham dục là thế nào? Tỳ kheo đáp: Theo tôi, tham dục chính là phiền não. Xá chủ tử hỏi: Bạch đại đức, tham dục ở trong hay ở ngoài? Tỳ kheo đáp: Tham dục chẳng phải bên trong cũng chẳng ở bên ngoài. Xá chủ tử hỏi: Tham dục từ đâu đến, trở về đâu và trụ nơi nào? Tỳ kheo đáp: Tham dục không đến không đi, cũng không chỗ trụ. Xá chủ tử nói: Bạch đại đức, nếu tham dục chẳng ở trong lẫn ngoài, chẳng ở hướng đông cũng chẳng ở hướng nam, tây bắc trên dưới bốn góc, không có nơi trụ cũng chẳng không trụ, tham dục ấy lẽ nào lại chẳng là vô sinh? Nếu không có sinh, là sao lại có phiền não và sự trong sạch? Lúc ấy thì kheo tăng ý giận dữ không vui, liền đứng dậy bỏ đi và nói như vậy. Thì kheo kia đã làm cho nhiều người giờ lấy sự không như thật, do không học về nhập âm thanh nên vui mừng trước âm thanh Phật Đà, sân giận trước âm thanh ngoại đạo. Do không học về nhập âm thanh nên vui mừng đối với âm thanh phạm hạnh, sân giận đối với âm thanh phi phạm hạnh. Do không học nhập âm thanh nên vui mừng đối với âm thanh trong sạch, sân giận đối với âm thanh nhiễm ố. Do không học nhập âm thanh nên vui mừng đối với âm thanh thánh quả, sân giận đối với âm thanh phàm phu. Do không học nhập âm thanh nên vui mừng đối với âm thanh vui, sân giận đối với âm thanh khổ. Do không học nhập âm thanh nên vui mừng đối với âm thanh xuất gia, sân giận đối với âm thanh tại gia. Do không học nhập âm thanh nên vui mừng đối với âm thanh xuất thế gian, sân giận đối với âm thanh thế gian. Do không học nhập âm thanh nên sinh tư tưởng lợi đối với âm thanh ban cho, sinh tư tưởng ngại đối với âm thanh keo kiệt. Do không học nhập học pháp do không học Phật pháp nên sinh tưởng lợi đối với âm thanh giữ giới, sinh tưởng ngại đối với âm thanh phá giới. Sau khi rời khỏi nhà đã tới khất thực kia, tỳ kheo thắng ý liền trở về nơi ở của mình, về đến nơi tỳ kheo này dạy cho tỳ kheo khác, cùng giữ lấy những ý nghĩ cho thấy Bồ Tát hỷ căn trong chúng, liền nói: Tỳ kheo này đã làm cho nhiều người giữ lấy điên đảo, tỳ kheo này khiến nhiều người giữ lấy tà kiến, tỳ kheo ấy là kẻ tạp hạnh, không ngại ôm lấy những ham muốn. Như vậy cũng ôm lấy cả sân si không ngại và ôm giữ các pháp không ngại. Bồ Tát Hỷ Ca nghĩ thầm: Tỳ kheo này chắc chắn sẽ gây ra nghiệp chướng, ta cần phải nói những lời sâu xa cho tỳ kheo này nghe, thậm chí tạo ra nhân pháp để trợ giúp cho việc tu Bồ Đề. Khi đó vì muốn đại chúng tin, Bồ Tát Hỷ Ca đứng trước các tỳ kheo tăng đều nói bài kệ cú tụng: Tham dục nói niết bàn, giận si cũng như vậy. Ở trong đạo nên biết Phật Bồ Tát không nghĩ. Nếu phân biệt tham dục cũng như là giận si sẽ cách Phật Bồ Đề ví như trời và đất. Nếu đã không phá hoại dục sân, nhập vào nơi si thấy Bồ Đề, người đó cần với tháng Bồ Đề sẽ không bao lâu đạt được nhẫn. Tham dục Bồ Đề hai chẳng hai, một nhập bình đẳng cùng tương ưng. Đã không tùy thuận hiểu như vậy, Phật Bồ Đề là xa lại càng xa. Tham dục không sinh cũng không diệt, chưa từng gây não nhiễm hơi tâm. Đã có tướng ngã có điều thấy, vì tham dục ấy vào địa ngục. Dục pháp có được tức Phật pháp, hết mọi Phật pháp tức dục pháp, cả hai một chữ mà không tướng. Ai biết như vậy là đạo sư. Nếu đã phân biệt giới phá giới, giữa giới tự cao rồi say sưa, chẳng được sanh thiền huống Bồ Đề, chỉ tự an trụ nơi được thấy. Nếu đã phân biệt có phiền não, thường ưa luôn tựa vào sân kiến, đạo đấy chẳng phải thắng Bồ Đề. Nếu nhớ nghĩ vậy tức phàm phu. Nếu đã phân biệt trụ vắng lặng, cao quý tự mình rồi che người, họ không Bồ Đề, không Phật pháp, chỉ mình an trụ thấy lặng yên.
Trong pháp lặng yên đã không thấy, ở trong thôn xóm làm chán vẻ, trong trời Tu La họ lại chặt, sao có Bồ Đề cùng Phật Pháp. Nếu phân biệt ta đương làm Phật, bị lôi kéo bởi sức vô trí, tất cả Phật Pháp như hư không, trong đấy không giữ cũng không bỏ, thấy hành Bồ Đề vốn không hay. Tên chữ số thiến vì người nói, nếu không nhập vào trong Pháp đây, Phật Bồ Đề xa lại càng xa. Nếu cầu Bồ Đề không Bồ Đề, nếu thấy Bồ Đề xa Bồ Đề, không đạt diệt độ nơi Pháp ấy. Phân biệt Pháp này không có thật. Nếu trong Phật Pháp sinh ưa thích, họ lại cách xa Phật Bồ Đề. Trong Pháp không thật sinh ham muốn, ai sẽ lãnh chịu nỗi khổ não. Nếu cho cúng dường khác không cúng, trong Pháp cúng dường ác vướng mắc, nên biết cõi này đều bình đẳng, người ấy là Phật nhân trung tôn. Nếu không với Phật và Phật Pháp, mọi thứ mọi nơi chưa từng thấy, người ấy không nhiễm với các Pháp, hiểu rõ Bồ Đề và lưới ma. Nếu muốn độ thoát các chúng sinh, còn chúng sinh ấy chưa từng nghĩ các Pháp giống như là Niết Bàn. Nếu thấy được vậy, đấng nhân tôn, nếu nói ngoài đạo là ác ý, nếu nói chư Phật là thắng nhân, ở trong hai đấy không sai khác. Như thế, người biết làm đạo sư. Nếu hiểu Bồ Đề không chỗ hiểu, nếu biết như vậy không chỗ biết, Phật và chẳng Phật không bằng Phật, không phân biệt vậy nhân trung thượng. Phật với Bồ Đề chưa từng hiểu, chúng sinh chưa từng có người thoát. Phàm phu phân biệt không có Pháp, họ xa càng xa trong Pháp Phật. Nếu Pháp hữu vi chẳng hữu vi, hết thảy mọi số chưa từng có. Nếu không có số, tính cũng không. Các phương tiện này không nói hai. Nếu không chúng sinh không thành tựu, không thấy Phật Pháp là thật có, như Phật cũng như các chúng sinh, người biết như vậy chứng Bồ Đề. Nếu muốn sẽ hiểu thắng Bồ Đề, đối với Pháp dục chớ phân biệt. Tất cả Pháp dục tướng tự tánh, đấy công đức Phật không thể nghĩ. Nếu trong Phật Pháp chưa từng phát, với Phật Bồ Đề không sinh tâm. Không Bồ Đề khác, không tâm khác, người biết như vậy là đạo sư. Vừa tâm Bồ Đề hễ tự cao, nếu phân biệt nghĩ ta làm Phật, họ không Bồ Đề không Phật Pháp, ác bỏ Pháp này tự tánh ấn. Nếu nghĩ chúng sinh ta muốn thoát, ngu sẽ dính mắc tưởng chúng sinh, nơi các chúng sinh không chúng sinh, Bồ Đề không ở nơi chúng sinh. Nếu thấy chúng sinh sợ như vậy, tức thì sinh vô biên nỗi sợ. Lời chúng sinh như tiếng vang núi, người biết như vậy nhân trung thượng. Nếu thấy chúng sinh rốt ráo thoát, nên không tham dục các sân si. Chúng sinh vắng lặng thường rất lặng, người biết như vậy là đạo sư. Tham dục chẳng trong cũng chẳng ngoài, nếu không nương tựa nơi các phương, các pháp không thật đã phân biệt, tưởng ta như vậy đều là mê. Giống như tiếng vang huyện ánh lửa, người, thạch nữ và như mộng, các pháp phiền não không thể thấy, phàm phu làm mãi do không biết. Nếu cầu phiền não có phiền não, chánh niệm lựa chọn cho biến nhát, không phân biệt đạo cùng phiền não, không phân biệt tức Bồ Đề địa. Nếu trong pháp không phàm phu sợ, đối với Phật Pháp họ đang xa. Nếu trong pháp không không có nghi, Bồ Đề tối thắng họ sẽ đạt. Nếu dùng lời nói phân biệt cảnh, lời nói cùng nghĩa không thể nghĩ, dính mắc tiếng tâm cùng lợi báo, tự cho nghĩ đạo không nghi hoặc. Không vì đắm danh nghĩ chỗ nói, mà thấy vắng lặng có chỗ trụ, ít dục biết độ đà phân biệt, sẽ bị kéo bởi sức tham dục. Nếu ai trốn tránh các pháp dục, thì không thể thoát pháp dục ấy. Nếu năng thuận hiểu pháp dục thật, thực hành thắng pháp mới lìa xa. Giữ gìn giới cấm tuy dài lâu, phát ra định ý vô biên kiếp, ở trong Phật giáo họ không thoát, do không hiểu rõ chân thực tế. Nếu hiểu pháp này không có gì, thì họ không đắm vào các pháp. Nếu do phân biệt giới phá giới, rồi thoát phàm phu,
có thấy cảnh, nếu thấy giữa giới thường không giới, nếu hiểu nghĩa giới, pháp phá giới, thì họ không thể phá giới được. Họ hiểu tướng giới hạnh như vậy. Pháp vương có cả pháp không nghĩ, câu chi phương tiện hóa chúng sinh, dùng một phương tiện khiến họ nhập trong bồ đề đấy vẫn không nhơ, phàm phu bị đọa trong đọa lớn. Đã nghe thắng pháp được có được nói rồi, không tác không vật không có tướng. Một đạo phương tiện từ tánh không, tuy tài thắng gia ưa sướng vui, hay nghe pháp rồi không sợ hãi, không nên xuất gia trong giáo này. Đầu đà tự cao đều thấy được, tất cả Thế Tôn Phật mười phương ở đời làm lời tiên chủ lớn, để biết các pháp như hư không. Pháp không khởi tác chứng bồ đề, không biết mà có tưởng tướng định tình. Nghe pháp thật này sinh sợ hãi, trong câu chi kiếp chịu nhiều khổ, luôn chịu phần khổ sợ không dừng. Khi Tỳ Kheo Bồ Tát Hiện Căn đã bài cú tụng này xong, có 30.000 thiên tử đều đạt được nhẫn trong pháp vô sinh, 18.000 tỳ kheo do không lãnh tỏ các tâm lậu đều được giải thoát. Tức thời mặt đất nứt ra, Bồ Tát Thắng Ý chết đọa ngay vào trong địa ngục Đại Đề Khiếu. Do nghiệp chướng gây ra nên cả ngàn trăm ngàn câu chi kiếp phải ở trong địa ngục chịu các khổ độc cực nặng, chịu xong trong 70.000 đời thường chịu sự chê bai. Trong nhiều trăm ngàn câu chi kiếp không nghe được danh hiệu của Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Về sau được gặp Như Lai, được xuất gia trong giáo pháp của Như Lai, Như Lai không có sự vui mừng. Trải qua 60.000 đời xuất gia rồi lại trả giới hoàn tục. Do nghiệp chướng thấp kém kia nên trong suốt nhiều trăm ngàn đời phải chịu thực hành một cách tối tăm chậm lúc. Tỳ Kheo Bồ Tát Hỷ Căn thuyết pháp lúc ấy, nay đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi đang thuyết pháp ở phía đông, trải qua trăm ngàn câu chi cõi Phật, trong thế giới bảo tận có tên là Mật Vô Cấu Tế Nhật Quang Phước Đức Oai Xí Vương Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Còn vị tỳ kheo thuyết pháp thắng ý lúc đó chính là tôi. Lúc ấy tôi là một vị tỳ kheo thuyết pháp tên là Tỳ Kheo Thắng Ý. Bà Thế Tôn có phải chịu khổ não như vậy, phải trụ như vậy là bởi do chưa nhập vào đạo pháp này, mình mới chịu khổ như vậy. Ở trong cái không khổ, phân biệt khổ, điên đảo khổ, thế nên nếu ai phát Bồ Đề Bồ Tát Thừa, nếu ai phát Độc Giác Thừa, nếu ai phát Thanh Văn Thừa, thế cho nên tạo những nghiệp chướng như vậy, không tạo những khổ như vậy. Cho nên hủy bỏ đối với các loại pháp, đối với chánh pháp, càng không nên hủy bỏ, cũng không nên tạo ra sân ngại ở bất cứ nơi nào. Lúc bấy giờ Phật bảo đồng chân Mạng Thù Thế Lợi, này Mạng Thù Thế Lợi, khi ấy nghe bài cú tụng này, ông có được sở lợi ích thù thắng gì? Mạng Thù Thế Lợi đáp, Bạch Thế Tôn, con nhờ được nghe pháp này, cứ theo nghiệp chướng ấy mà khởi lên, theo đuổi mọi nơi, xoay vần khắp cả. Trong tất cả mọi nơi, con đạt được nhẫn sâu dày, đạt được nhẫn quyết định, khéo nói được pháp sâu xa. Phật hỏi này Mạng Thù Thế Lợi, nhờ thần lực của ai mà ông có thể nhớ nghĩ được những nghiệp chướng đã tạo ra từ lâu xa như vậy? Mạng Thù Thế Lợi đáp, mà Thế Tôn, tất cả Bồ Tát hoặc nhớ hoặc nghĩ, hoặc tùy thuận nhớ đều nhờ vào thần lực của Như Lai cả. Tại sao, Bạch Thế Tôn, các pháp như vậy đều là bản tánh của Như Lai? Phật nói, nếu đạt được 10 luật của Như Lai cùng với việc nghe được pháp này, cái xứng lượng đều bằng nhau. Nếu đạt được nhẫn trong pháp vô sinh cùng với việc nghe được pháp này, xứng lượng cũng đều bằng nhau. Mạng Thù Thế Lợi nói, Bạch Thế Tôn, như những điều con giải thích lời Phật nói thì được nghe được pháp này, kết quả không thể nghĩ. Phật nói, thật đúng là như vậy, này Mạng Thù Thế Lợi. Do những điều ông nói, nghe được pháp đấy, kết quả không thể nghĩ, chỉ có điều Như Lai không thật kiến mà thôi. Vì sao? Vì họ không chịu xuyên tu, chẳng phải là trường phu tốt, nếu nghe được pháp này, cũng sẽ không tin hiểu. Này Mạng Thù Thế Lợi,
đó chính là các pháp nhập môn. Khi ấy đồng chân mạng thù thế lợi cùng đại bồ tát thưa thị bạch phật: bạch thế tôn, sư thế tôn hãy nắm giữ pháp bản này để cho trong trăm năm trăm đời pháp chuyển ở thời cuối cùng được truyền bá rộng rãi, không khiến cho ma la cùng ma la thân trời được nhập vào phương tiện ấy. Lúc đó Đức Thế Tôn vì phải nắm giữ pháp bản này bèn xem xét hai bên, và khi đã xem xét khắp cả trong sống rồi thì hằng già hà sa đẳng cõi Phật ở mười phương nó quay bỗng chấn động sáu cách. Ngay khi đó Đức Thế Tôn vì họ mà nắm giữ pháp bản này. Còn các vị Phật Thế Tôn các ở trong hàng già hà sa đẳng thế giới và nắm giữ pháp bản này, khi nói pháp bản này, thậm chí có những chúng sinh trong mười phương hàng già hà sa gấp nhiều lần có đều đạt được nhẫn trong pháp vô sinh, và có những chúng sinh là gấp nhiều lần như thế cũng được chứng thấy đối với pháp. Huống chi các vị đã trụ được thanh văn thừa, độc giác thừa, độc giác địa, vô học địa. Bây giờ mạng giả A Nan Đà liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, pháp bản này có tên là gì, con lãnh giữ như thế nào? Phật đáp: Này A Nan Đà, pháp bản này tên là nói các pháp không chuyển, nên giữ lấy tên đó. Sau khi nghe Phật nói kinh này, đồng chân mạng thủ thế lợi vui mừng: Đại Bồ Tát Từ Thị, Đại Bồ Tát Sư Tử Du Bộ, Thiên Tử Liên Hoa Du Ý Trí Thông cùng các với các thiên tử và chúng đại Bồ Tát ấy, các hàng trời người Ca Thất Bà A Tu La đều hết sức vui mừng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.